Messi ký hợp đồng với Inter Miami có thời hạn 2 năm rưỡi cùng tùy chọn gia hạn mùa giải kế tiếp. Mức lương siêu sao người Argentina nhận mỗi năm từ 50 triệu đến 60 triệu đô la Mỹ, như tiết lộ của tỷ phú Jorge Mas, đồng sở hữu đội bóng cùng cựu danh thủ David Beckham. Câu lạc bộ Inter Miami trên tài khoản mạng xã hội Instagram, David Beckham nói về việc đưa Messi đến Inter Miami. 10 năm trước, khi tôi bắt đầu hành trình xây dựng đội bóng mới ở Miami, tôi đã nói rằng tôi mơ ước được đưa những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đến thành phố tuyệt vời này. Tôi muốn những cầu thủ có cùng tham vọng với tôi kể từ khi gia nhập LA Galaxy, đó là giúp phát triển bóng đá Mỹ và xây dựng di sản cho thế hệ tiếp theo trong môn thể thao mà chúng ta vô cùng yêu thích này. Hôm nay giấc mơ đó đã thành hiện thực. Tôi không thể tự hào hơn khi một cầu thủ tầm cỡ như Messi gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi. Nhưng tôi cũng rất vui được chào đón một người bạn tốt, một con người tuyệt vời và gia đình hạnh phúc của anh ấy tham gia cộng đồng Inter Miami của chúng tôi. Messi đáp lời David Beckham, tôi rất hào hứng khi bắt đầu hành trình tiếp theo trong sự nghiệp của mình với Inter Miami ở Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng dự án tuyệt đẹp này. Trong ngày 16 tháng 7, Messi sẽ có lễ ra mắt câu lạc bộ Inter Miami. Sự kiện được tổ chức công phu tại sân DRVPNK. Sau đó, siêu sao người Argentina có buổi tập mở với người hâm mộ và giới truyền thông, trước khi thi đấu trận ra mắt tại giải League Cup với câu lạc bộ Cruz Azul ngày 21 tháng 7 trên sân nhà. Giải League Cup cũng như MLS đều công bố chào mừng Messi gia nhập Inter Miami MLS. Để Messi ký hợp đồng với Inter Miami, câu lạc bộ này đã giải phóng một suất cầu thủ được chỉ định, dẫn đến việc cầu thủ Rodolfo Pizarro phải ra đi. Tại MLS, các câu lạc bộ được 3 suất cầu thủ được chỉ định, là những cầu thủ có năng lực và nhận lương cao hơn so với mặt bằng chung để tăng sự cạnh tranh. Sau League Cup, mục tiêu lớn nhất của Messi là phải giúp Inter Miami cải thiện vị trí chót bảng trên bảng xếp hạng giải MLS 2023 khu vực miền Đông với chuỗi 5 trận không thắng gần đây.